Tiếp nối chương trình, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga: Để có gian đồng ca ở quốc hội, Đảng làm như thế nào? Đảng sắp xếp, Quốc hội gật, Chính phủ thi hành. Đó là nguyên tắc làm việc của Đảng Cộng sản. Theo thông lệ, không có gì bất thường thì cứ 6 tháng Đảng tổ chức một hội nghị trung ương. Ngay sau hội nghị trung ương là kỳ họp quốc hội, họp lại để gật những cái chủ trương mà Đảng đề ra. Tuy nhiên, cơ chế Đảng kiểm soát Quốc hội như thế nào? đảng có thể thiết kế luôn cả cái tỷ lệ gật hay không và bằng cách nào đảng làm được như vậy. Nguyên tắc cấu thành của Trung ương Đảng là cấu tạo 3 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp vỏ gồm 200 ủy viên Trung ương Đảng. Lớp tiếp theo được gọi là lớp lõi ngoài với 18 ủy viên bộ chính trị và lớp trong cùng gọi là lõi cứng với 5 lãnh đạo chủ chốt gồm Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính, Thủ tướng, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư. Nguyên tắc là võ phục tùng lõi luôn luôn là như vậy. Ở tại Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, nó chính là những đầu tàu kinh tế khu vực. Năm lãnh đạo chủ chốt ở đó sẽ có nhiệm vụ chăn dắt năm thành phố này. Cụ thể như sau, Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chăn dắt đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ chăn dắt đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Minh Chính sẽ chăn dắt đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ. Ông Vương Đình Huệ sẽ chăn dắt đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Ông Võ Văn Thưởng sẽ chăn dắt đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng. Với cách tổ chức như vậy thì khi đảng ra chủ trương gì thì năm người này sẽ chỉ đạo cho cái đám đại biểu quốc hội ở các thành phố này gật gật gật. Đấy là năm thành phố đầu tàu kinh tế khu vực. Những ủy viên Bộ Chính trị còn lại sẽ được phân bổ đều cho ba khu vực Bắc, Trung, Nam để những người này sẽ chăn dắt những địa phương đó phụ họa gật gật theo cái đoàn đại biểu quốc hội của năm thành phố kia. Cụ thể như sau, ở miền Bắc, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ chăn dắt Hà Nội và Hải Phòng, thì còn có ông Trần Cẩm Thú chăn dắt Lào Cai, bà Trương Thị Mai chăn dắt Hòa Bình, Tô Lâm chăn dắt Hưng Yên, Phan Văn Giang chăn dắt Thái Nguyên, Nguyễn Hoa Bình chăn dắt Bắc Giang, Lương Cường chăn dắt Thanh Hóa và Nguyễn Xuân Thắng chăn dắt Quảng Ninh. Miền Trung có ông võ Văn Thưởng chăn dắt Đà Nẵng, thì còn có Trần Tuấn Anh chăn dắt Khánh Hòa. ở miền Nam ngoài Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc chăn dắt Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh thì còn có Trần Thanh Mẫn chăn dắt hậu Giang này, Phan Đình Trạc chăn dắt Lâm Đồng. Với nguyên tắc là võ phục tùng lõi. Cho nên các ủy viên bộ chính trị khác điều khiển các địa phương mình phụ trách gật 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 theo năm cái thành phố do năm lãnh đạo chủ chốt kia chăn dắt. Ngoài các ủy viên bộ chính trị thì còn có các ủy viên trung ương mà công tác ở trung ương đều được rải về phủ kín 46 tỉnh thành còn lại đó. Mỗi tỉnh, người chức to nhất trong đảng sẽ làm đầu nậu chăn dắt cái đàn đại biểu quốc hội của tỉnh. Tất cả những kẻ chăn dắt này đều nhìn vào Ủy viên Bộ Chính trị mà sai khiến đám bù nhìn ở dưới tay của mình phải gật sao cho đừng có lạc nhịp. Tất cả các ủy viên trung ương tham gia hội nghị trung ương nghe đám lõi triển khai, sau đó mang chủ trương đó về địa phương và phổ biến cho đám bù nhìn dưới quyền rằng chúng mày gật hết cho tao, trừ thằng A nó có khiếu ăn nói nên đóng kịch phản biện. Thằng A, về nhà soạn kịch bản phản biện trình lên để tao duyệt, rồi cứ thế mà làm. Ngoài thằng Nga ra, không đứa nào được phép mở miệng như chưa? Và cứ thế, một khi chủ trương của đảng đưa ra, thì đã có bọn chăn dắt gài số vào cổ, đám bù nhìn chỉ còn gật răm rắp mà thôi. Nhờ đó, đảng muốn thiết kế tỷ lệ gật bao nhiêu cũng được. Muốn 100% thì có 100%, muốn có 99% cho nó có vẻ dân chủ thì cũng có 99%. Có thể nói đến cái tỷ lệ gật của quốc hội đảng cũng kiểm soát tốt và nhờ đó mà quốc hội cộng sản mới có được cái gọi là dân chủ gấp vạn lần dân chủ của bọn tư bản như những gì mà bà doan đã ca tụng